Sáng nay ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và huyện Thanh Bình đến khảo sát tiến độ thực hiện một số công trình dự án tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận khó khăn, kiến nghị của huyện, đồng thời đề nghị địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát thực hiện đúng quy định của pháp luật trong vấn đề triển khai công trình, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Về việc thiếu nguồn nguyên liệu cát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa khẳng định tỉnh sẽ tìm giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, về phía nhà thầu nên chủ động tìm nguyên liệu cát từ nhiều nguồn và tập trung nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Đoàn công tác đã đến viếng đền thờ Thượng tướng quận công Trần Văn Năng và khảo sát vị trí khu đất 6.000 m2 huyện đang lập quy hoạch mở rộng để xây dựng nhà trưng bày, khu lưu niệm và qua viên tại đây. Đoàn đến khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công tại các điểm, khu đất kêu gọi nhà đầu tư, khu đất tái định cư 2A, đường D03, D01, D05, khu đất trường trung cấp nghề, khu hành chính, dự án di dân tập trung tuyến dân cư Rạch Mã Trường, xã Tân Quế, dự án thành phần cụm dân cư An Phong, xã An Phong, làng bè Tân Quế, công trình cống Tân Thới và cống Mương Khai, dự án nạo kênh lòng hồ Tân Quà, khu xử lý rác tập trung 5 xã Cù Lao, Bến Phà An Phong, Tân Bình và tuyến đường kết nối.